Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh vẫn chưa thoát án, tiếp tục bị điều tra. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết như trên, Bộ Ngoại giao cho hay Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh đã trên đường trở về Việt Nam sau khi được phía Tây Ban Nha trả hộ chiếu hôm 3 tháng 8. Tuy nhiên, phía Tây Ban Nha vẫn tiếp tục điều tra về cáo buộc hiếp dâm và Bộ Ngoại giao Việt Nam theo dõi sát sao để phối hợp xử lý.